đó chính là Thành Công. Chào mừng toàn thể quý vị đến với chương trình Bước Nhảy Ngàn Cân. Đồng hành cùng thí sinh sẽ là hai MC xinh đẹp. Ngoài Trường Giang và Ngọc Diệp thì còn có ba vị ban giám khảo đầy quyền lực nữa thưa quý vị. Đó chính là biên đạo múa Trốn Huy Trần. Cơn vui đang lên dù cho ta say, cơn vui đang lay không có bao giờ đâu. Đời ta đã bỗng vui. Ha 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 ha. Ô kìa, đầy ngăn bỗng tới cắn yêu cách đưa chân người. Ô kìa, người yêu bóng khóc giận hơn là với tôi. Ô kìa, ô kìa kìa, một đôi bóng say nước bay lướt bay trên trời. Người yêu như bối rối, làm như không nói khiến đời bóng thành vui. Một câu hỏi đầu tiên sẽ dành cho anh Đàm Vĩnh Hưng. Anh ca sĩ mà sao giờ đi chấm nhảy luôn vậy? Đây là một chương trình rất là ý nghĩa, rất là nhân văn dành cho những người đang có quá nhiều kilo và có nhiều mặc cảm trong cuộc sống. Lý do thứ hai là có sự xuất hiện của người ấy. Cho nên là Hưng nhận lời của bạn. Anh Hoài Linh ơi, không thích kêu tên nó kêu ấy thôi. Người ấy cũng muốn người. Tại sao tôi tham gia làm giám khảo cho cái chương trình này là bởi vì kẻ thừa người thiếu. Tất cả các thí sinh ở trong cái cuộc chơi này, ai bỏ ký nào đập qua cho tôi lãnh hết. Vâng, xin cảm ơn anh. Anh John Huy Trần ơi, thân hình chuẩn như là anh Đàm Vĩnh Hưng đây nè, thì luyện tập nhảy múa. Nghĩ sao Đàm Vĩnh Hưng mà kêu chuẩn? Chuẩn là tôi. Anh lên hình ảnh chứ. Anh